Tạm biệt người ta hay nói là goodbye, see you again, hoặc là goodbye, see you soon, goodbye, see you around, đúng không ạ? Thì đầu tiên mình xin hướng dẫn mọi người cách phát âm cái cách mình nói là goodbye, see you again. Mọi người lưu ý là goodbye mình nhấn vào bye, goodbye, see you again mình nhấn vào see you again, alright? Hoặc là see you soon, goodbye, see you soon. Bye, see you around. Thường thì khi mà mình nói chuyện với bạn bè và sau đó thì mình chia tay và mình biết rằng là mình sẽ gặp lại người ta ấy, thì mình mới nói là goodbye, see you soon, see you around, see you again. Còn nếu mà trong những trường hợp mà mình không biết rằng là mình có gặp lại người ta không, ví dụ như mình đi mua hàng, mình đi shopping chẳng hạn, thì mình sẽ nói như thế nào để nói tạm biệt? Thì rất là đơn giản, mọi người có thể nói đơn giản là goodbye hoặc bye bye. Thường ý, thì người Mỹ người ta nói thêm một đệm thêm một cái câu đằng sau rất là hay, đó là have a good day, goodbye, have a good day. Thông thường người ta sẽ nói là have a good day. Đó thì cái cách phát âm này have mình nối cái đuôi của từ have với từ have a good day, mình nhấn nhiều hơn vào từ day. Goodbye, have a good day, goodbye, have a good day. Đó mà thông thường ý, thì nếu mà chào nhau vào buổi ban ngày thì người ta sẽ nói là have a good day. Đó. Còn nếu mà chào nhau vào buổi tầm chiều thì người ta sẽ nói have a good night. Bye, have a good night. Cái have a mình vẫn thế thôi, thay từ day bằng từ night. Goodbye, have a good night. Goodbye, have a good night. Đó. Còn một cách diễn đạt khác cũng tương đối là quen thuộc nếu mà mọi người sang Mỹ, là người ta lười người ta thay từ day hoặc là từ night bằng one. Bye, have a good one. Goodbye, have a good one. Bye, have a good one. Đó, đôi khi thì nếu mà mình mà chào nhau vào cái tầm cuối ngày ấy, thì người ta sẽ nói là goodbye, have a good rest of the day. Have a good rest of the day. Người ta sẽ nhấn vào have a good rest of the day. Have a good rest of the day. Đó. Hoặc là nếu mà mình mà tạm biệt vào cái tầm ngày thứ 6 thì người ta sẽ nói là goodbye, have a good weekend. Đó. Thì người Mỹ người ta rất là hay dùng cái have a good đó. Thì tùy vào tình huống, tùy vào bối cảnh thì các bạn có thể thêm cái đuôi. Đó là một số cái cách tạm biệt cơ bản của người Mỹ. Hy vọng rằng video này có thể giúp mọi người nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn.